Tụi em quen nhau được 2 năm đã rồi, từ giờ nhưng không thường xuyên, mở ngoặc 1 đến 2 tháng em mới cho quan hệ một lần. Lâu lâu thì em cho đánh vần chữ xem. Và anh đang tính chuyện đám cưới trong năm 2022. Khi mà em tả tới đây á, thì anh thấy là nó mix, tức là nó có thể tốt, nó có thể xấu, anh không biết được, chưa đủ, ok. Nó vẫn có thể tốt, tại vì em nói là được 2 năm, nhưng mà em không có nói cái thời điểm, và em nói cái mức quan hệ, ok, thì nó mix, tức là chưa chắc được, không. Và tính chuyện đám cưới đó là ngày 22 rồi, theo cảm nhận của em thì anh ta đã vô là ok, em có cơ sở để có thể tin được đó, và anh có cảm giác cũng thấy ok, chưa biết được nhưng mà thấy ok, vì anh luôn thay đổi phiên bản này tốt hơn. Đây là dấu hiệu tốt, đầu tư thời gian công sức tiền bạc nhiều và luôn đặt em vị trí ưu tiên, ok, tụi em bên cạnh nhau luôn vui vẻ không cãi vã tổn thương, ok. Cứ anh cho em hỏi, nếu đã fall love thì việc quan hệ tình dục có tác động như thế nào với mối quan hệ ạ? À, nếu đã fall love, và dấu hiệu của fall love là người ta muốn cưới, đó là cái dấu hiệu, cái sự tối thiểu của fall love thì theo tả là có xảy ra, thì quan hệ tình dục nó như thế nào? Nó dẫn tới cảm giác biết ơn, muốn bảo vệ, muốn kết nối, và nó sẽ cái cảm giác rung động và fall love nó sẽ mất dần đi, và nó nên chuyển thành cái cảm giác yêu trong hôn nhân, là cái cảm giác nó thành cái true love sau này đó. Trong cái lớp hôn nhân hạnh phúc của true love thứ bảy nhật này, anh giảng các bạn là trong cái hôn nhân cái cảm giác nó khác như thế nào, của cái giai đoạn hẹn hò, đầu giai đoạn hẹn hò, cuối giai đoạn, nó khác, những cái chất truyền dẫn thần kinh khác hoàn toàn, cái trạng thái nó khác, cái cảm giác yêu. Đó lý do tại sao rất là nhiều người nhận ra, đặc biệt từ phía đàn ông, và người ta thường nói là hôn nhân nấm mồ tình yêu, tại vì họ thấy cái cảm giác nó có thay đổi nhiều lắm. Thậm chí có những người đàn ông người ta hạnh phúc, người ta vẫn nhận ra cái hạnh phúc của cái hôn nhân nó khác với cái hạnh phúc của cái thời gian rung động nhiều lắm. Ok, câu hỏi, nếu đã vô lớp việc quan hệ tình dục có tác động như thế nào với quan hệ? Nó có tác dụng theo hướng tích cực, theo hướng bảo vệ, gắn bó, biết ơn. Nếu kéo dài thời gian chưa cưới 1 năm thì có tụt cảm xúc yêu không anh? Chắc chắn có, và nó sẽ tụt nếu như không đến với hôn nhân. Tại vì không đến với hôn nhân, người ta không xây dựng được tình cảm vợ chồng đi theo cái hướng đó. Tại vì nó cần thiết là phải về ở với nhau. Có thể là không có hôn nhân pháp lý, nhưng mà nó là một cái thực tế sống và xây dựng với nhau. Cái đó anh không đưa pháp lý vô đây, tại cái pháp lý đâu mà ảnh hưởng tới cảm xúc, ok. Tuy nhiên hai người phải xây dựng một cái cuộc sống hôn nhân với nhau nên đi tới giai đoạn đó, ok. Có cảm tôi cảm xúc yêu không anh? Chắc chắn tụt em, và không làm gì vẫn tụt cảm giác full lực, và em hành xử như trên có đúng không anh? Không hoàn toàn, tức là mình theo cái kiểu cà dịch đó nó, tức là em có thể chờ thêm nửa năm năm, nhưng mà nếu em kéo dài qua là nó sẽ hư, nó sẽ dần dần tới cho hư. Mong anh giải đáp. Cái đơn giản là em làm đúng như kế hoạch là cưới nhau và về xây dựng hôn nhân, thì cái đoạn xây dựng hôn nhân em nên làm đúng luôn, cái đoạn xây dựng hôn nhân sau nó khác, tại vì nó chuyển qua một cái giai đoạn, là một cái giai đoạn gọi là hai vợ chồng xây dựng hôn nhân, nó đã kết thúc cái quá trình hẹn hò và đeo đuổi, nó thành cái quá trình xây dựng cái cảm xúc cho nhau, ok không? Cho nên chúc mừng em, câu trả lời của anh cho em ở từng cái câu hỏi chi tiết rất là rõ rồi ha. Anh ơi, em quen ba ảnh 3 tuần, anh nói bất cứ đi đâu cũng muốn nắm tay em. Anh thấy sự nghiệp anh chưa ổn định, anh nói anh suy nghĩ và quyết tâm kiếm việc nào ổn định để người phụ nữ anh thương được an toàn. Đó là cái suy nghĩ đúng của người đàn ông có sự rung động. Nên anh sẽ đi làm cứ 10 ngày, anh sẽ về 1 lần gặp em. Còn lúc trước, từ từ, thì ngày nào anh cũng gặp em, vậy có phải anh tồn cảm xúc không ạ? À, chưa chắc. Tại vì 10 ngày gặp em lần nó không có nghĩa là tệ. Okay. Tuy nhiên em hãy nhìn tiếp, tại vì đây chỉ là bắt đầu mối quan hệ thôi. Tại vì nếu ta có tình cảm là ta đi làm 10 ngày về anh gặp em, anh ta sẽ thấy nè, không, 5 ngày, thôi 3 ngày về rồi. Em sẽ thấy nhìn qua hành động và quan sát, đây chỉ là những cái suy nghĩ ban đầu của anh ta. Và theo em thể hiện là anh này có sự rung động, nhưng mà cần phải chứng minh nha, chưa chứng minh đó. Tức là nhưng mà đây là cái tích cực ban đầu đó, tại vì mới 3 tuần mới nói vài câu rồi chưa. Tiếp tục nè, hãy quan sát hành động từ đó thấy rõ hơn. Nhưng mà từ những cái thấy được là thấy đang tích cực. 10 ngày gặp lần, thứ nhất nó không là tệ, tại vì sao biết anh ta có thể hy sinh để cố gắng kiếm nhiều tiền. Thứ hai là lúc mà đi 10 ngày một lần, em thấy là anh ta về cố gắng thường ngầm này, nhớ quá chuyện nào. Em sẽ thấy nó khác đi. Cái đó không phải là yêu xa nha. Ok. 10 ngày một lần nó không có nghĩa là yêu xa, nó vẫn còn là yêu gần. Thứ hai là anh ta vẫn luôn chạm cô gái. Thứ hai là lúc xảy ra em có thể thấy là không phải 10 ngày một lần đâu. Một thôi kệ mẹ nó, cứ ngày chạy vàng lần. Tức là từ từ coi phần hành động kế tiếp cái đó. Em chào anh Tuấn, anh từng bị tổn thương tình cảm từ người trước nhiều. Điều này em cảm nhận được, anh cũng tin tưởng em mà mong muốn được đến hôn nhân với em, nhưng thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận anh có phần chưa mở lòng thật sự. Em phải làm sao để anh ấy vượt qua nỗi đau hay đề nghị tự vượt qua hiện tại? Anh ấy cũng đang bị stress trong công việc, em cảm ơn anh. Câu hỏi của em á, câu trả lời là em không có làm được gì hết trơn á.
có vẻ như em đang trong một cái mối quan hệ không có tốt đó. Ở đây em tả nè, anh từng bị tổn thương tình cảm từ người trước nhiều, nó có nghĩa là ở hiện tại em thấy cái tổn thương đó rất là nhiều, có nghĩa là đó là dấu hiệu xấu nữa nè. Điều này làm em cảm nhận được, thấy không? Anh cũng tin tưởng em, mong muốn được đến với hôn nhân, cái đó rất là yếu, nó không có tả gì cảm xúc. Tin tưởng em đến với hôn nhân, hai cái đó không có thấy cái dấu hiệu của cái tình cảm một cách rõ ràng gì, rất là yếu. Nhưng thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận có phần chưa mở lòng thật sự. Điều đó nói là cái chất lượng mối quan hệ này không có nồng nàn, không có thể hiện qua hành động, những cảm giác lãng mạn, nó không có cái gì đó có hướng tích cực, mà nó có cái gì đó tổn thương ẩn chứa đóng lại. Muốn đến hôn nhân nhưng mà nó không phải vì cái cảm giác yêu lành nồng nàn hạnh phúc mà đến, mà nó giống như có một cái gì đó nó giải quyết một cái gì đó cho ai đó, một cái góc đau này nó lấp đầy một cái gì đó, em thấy không? Cho nên là ở đây không thấy cái tình cảm đi theo hướng tốt, nhưng thỉnh thoảng em vẫn nhận chưa có phần mở lòng thật sự đó. Em phải làm sao để anh vượt qua nỗi đau này? Câu trả lời em không làm được, nỗi đau anh ta mà em làm được cái gì? Giống như là anh ơi, có cách nào anh ta đang đói, em có cách nào em ăn giùm anh ta để anh ta no, có cách không? Nó chỉ nói lên như thế này nè, em đang phụ thuộc, đang bị phụ thuộc và muốn người ta tốt đẹp. Tức là sao? Em bị phụ thuộc và bắt đầu dẫn tới việc áp đặt và kiểm soát. Khi em nói là em muốn người ta thay đổi để tốt đẹp hơn, nó là sự áp đặt. Người ta tốt đẹp hơn nó đều tốt đẹp. Ok, mình có cái hy vọng và cái niềm tin mà điều đó là, nhưng mình không có mong muốn áp đặt, không mong cầu sự thay đổi, tại vì nó chính là sự, nó dẫn tới những cái hành động bắt đầu có hướng kiểm soát. Ở đây em phải làm sao để anh ấy vượt qua nỗi đau? Em không có làm gì được và em cũng không nên nghĩ tới đó, mà em chỉ là gì biết không? Không chọn người đàn ông đó, chỉ có vậy thôi. Hiện tại anh đang bị stress ở công việc nên nên lười lại, mối quan hệ này không có chất lượng. Em cảm ơn anh. Ok, mối quan hệ này không có chất lượng chỉ có nghĩa vậy thôi, và em vì đã bị phụ thuộc vào mối quan hệ này cho nên em đang mong muốn cái người đó tốt lên cho em theo hướng của em, nhưng mà nó không được, và anh ta không thể xây cái cảm giác tốt đẹp ở trong cái trạng thái này. Anh ta phải tự làm cho mình trở thành tốt hơn, anh ta phải thay đổi phiên bản, anh ta phải có động lực vì yêu một cô gái mà thay đổi. Đằng này anh ta có vẻ như không yêu cái cô gái đó, mà anh ta bê nguyên cái phiên bản đau đớn nó vào, và cô này tìm cách để em chữa cho anh, em chữa cho anh, thấy anh chưa có mở lòng được nhưng muốn chữa cho anh. Câu trả lời nó chỉ nói là về cảm giác yêu, nó chỉ cái này nè, anh ta không có yêu cô gái đó, đến như một số những nhu cầu gì đó được một cái người lấp đầy, có chỗ tổn thương, được quan hệ tình dục để giải quyết những cái nhu cầu về sinh lý, và cái cô này thì là yêu mẹ rồi, cho nên là tìm cách thay đổi anh, tìm cách làm cho anh tốt hơn, trong khi bản chất sự tốt hơn chỉ xảy ra khi anh ta yêu thôi. Mà bây giờ cái cảm giác yêu thì nó không có, hoặc là nó méo quá nặng rồi, hoặc là nó bị hư đi rồi, không biết cái lúc đầu như thế nào, cho nên là nó không dẫn tới sự thay đổi gì được cả, mà cô gái thì lại muốn thay đổi. Và cái đó là cái rất là thường xảy ra ở trong những mối quan hệ mà tương quan đã hư. Lúc đó là cô gái bắt đầu muốn đổi người đàn ông là lúc đó hư. Trong khi ngược lại, người đàn ông yêu cô gái và tự thân thay đổi. Còn cô gái là thay đổi phiên bản của mình. Ở đây là cô gái thì chấp nhận cái kém và đi cố gắng thay đổi người đàn ông. Còn người đàn ông thì sao? Đúng ra là nên thay đổi thì không thay đổi. Ngồi chỗ và cảm giác tiếp tục. Tức là anh đi theo hướng xấu. Thì không có gì tốt đẹp. Đấy. Đừng đừng đặt những câu hỏi là làm sao để thay đổi người khác. Tại vì nó chỉ nói lên là mình đang đau khổ. Nó chỉ nói lên là mình đang đi theo hướng làm mình đau khổ hơn, và nó không có gì tốt đẹp ở phía trước theo hướng đó cả, nên quay đầu lại. Ok, anh Tuấn ơi, em quen anh ấy được năm, lúc đầu anh ít quan tâm nhưng dần anh quan tâm em nhiều hơn và giới thiệu em với bạn anh ấy, và anh ấy yêu em chưa? Cảm ơn anh. Chưa em. Thật ra là em nên không nên vô mối quan hệ này đâu, tại vì em nói là lúc đầu anh ít quan tâm. Em ơi, đây không phải là mối quan hệ đi theo hướng tốt nha, cái mối quan hệ này em không nên đón nhận nha, em nên ngưng ngay từ đầu và để cho người đó có chất lượng hơn đến. Em thể hiện là đã đổ cho nên chuyện nó mới xảy ra được như vậy. Người đàn ông không có cái cảm giác rung động không thành yêu được nha, đừng có cố gắng, nó khổ lắm á, mà sau này lại chạy đi lại lại hỏi nữa. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.